công thức hả? Wow. Rồi ăn cơm luôn. Trời ơi, phải cổ vũ nhiệt tình để em có động lực em tăng nha. Ăn từ từ theo con rau nó. Can you have like see? Yeah, du kannst nie. Bitte. Xin chào cả nhà. Xin chào. Khoai tây dòng tây đầy ảo mà vui chú. Giỏi. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Khoai Tây Family. Hôm nay gia đình Khoai Tây ăn cánh gà chiên với lại cải bắp thảo xào nè ông bà cô chú ơi. Ăn rồi, còn đây là cải bắp thảo xay của khoai tây. Tại khoai tây không có ăn thô cho nên xay để cho khoai tây dễ ăn. Rồi, mình ăn liền. Xin mời cả nhà cùng ăn tối với gia đình khoai tây nha. Khoai tây ơi. Có. Khoai tây ảo bà cô chú nè. À. Dòng tay lại. À. Giỏi. Khoai tây xuống bếp làm đồ ăn với má nè ông bà cô chú ơi. À. À. Đây, cánh gà sau khi mà khứa đường cho nó dễ ngấm gia vị thì bỏ vô một ít, cho vô một ít đường rồi xong sau đó là một ít tiêu. Mình sẽ trộn lên đây. Mình sẽ ướp gia vị trong vòng 30 phút. Đây, mình sẽ lấy cái lòng trắng ra. Chỉ lấy lòng đỏ thôi. Đây, lòng trắng. À, lòng. Gà sau khi mà mình ướp xong rồi cái mình bỏ lại. Một muỗng bột chiên giòn. Đâu chưa có bye bye. Ôi nè ông bà cô chú coi nè. Khoai tây đã lấy muỗng ra chơi rồi xong cũng tự động cái cất muỗng lại nè. Hay. Chị 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 chị. Hết tay mở rồi. Chị chị. À trời ơi, cái gì cũng đỏ vậy đó hả? Đưa cho mắt cộng hành nè. Chi là cái gì đó? Chi. À. Bye bye. Bye bye. Tại sao lại bye bye? Giờ này chưa có bye bye à, mình mới có bắt đầu à. Bye bye. Mới có bắt đầu mà chưa bye bye con ơi. Ăn. À, ăn. Chào má xíu. Ừ,
ngồi đó chơi xíu nha. Chào má ha. Khoai tây yêu. Hành lá. Hồi tay ngồi chơi chút nha, chờ má. Đùi gà sau khi mà chiên sơ xong rồi, giờ má khoai tây sẽ bỏ vô nồi chiên không dầu, chiên lại cho nó chín hẳn, với lại nó ráo dầu. Ơi, đó, 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 đưa cho má, đưa cho má, đưa cho má. Cơm, ăn cơm thôi. Chiên má chung với lại cải bắp thảo xào, còn khoai tây là lá á, còn khoai tây ăn là cải bắp thảo xay nè. Ok đó đó, xin chào hông. Thôi được rồi con, con ăn đi, con ăn đi. Đây má má bỏ má má bỏ thịt vô cho khoai tây nha.
Đây, chùi chà bóp thịt ra cho khoai tây nè. Ăn phía ít ra ta. Xin mời cả nhà cùng ăn tối với gia đình khoai tây nha. Xin mời cả nhà. Ít ra ta ha. Pizza, for dish. Khoan ra cho. Dạ. Nó không rắn rồi đó. Dạ, đang nuốt tí sư. Tí sư phụ mì, tí sư phụ chí. Tí sư mì? Dạ, vi tu vi. Ăn đi con, thịt gà cho con đó. Gà. Gà đúng rồi gà. Okay, yeah. This is fish. Gà. 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 Jetzt ein Kartoffelfleisch. Bạn có thấy không? Không thích cảm xương cho nên hả là lọc xương ra rồi đó. Con nhé. Thêm miếng nước nữa cho ăn. Cơm muối khoai tây ngọt ngọt. Cải thảo nó ngọt lắm. Hấp hấp. Vậy thôi tự ăn đi. Bây giờ là khoai tây tới thời kỳ á, làm tết á, xong rồi không có ăn cơm nữa mà thích ăn thịt. She eats a nice flesh for him a rice na. Mình đang just rice in his meal and bây giờ bắt đầu biết ăn thịt rồi nha mọi chú. Nó không cắn. Nó không cắn. Không quá. Ngon quá. Ngày hôm qua ăn cơm mà hai vợ chồng nhiều chuyện quá. Khoai tây lá làng la sớm luôn. Cho nên thành ra là bây giờ ăn cơm là má khoai tây hạn chế nhiều chuyện lại. Để chú ý cho khoai tây nữa. Tây. Ba ba có khoai tây không? Ba ba. Ba ba khoai tây đi làm về rồi đó. Phải không? Ai vậy? Ai vậy? Ba của mình đó. Phải không con? Vâng. Ngon con. Ôi chùi chà. Tình cảm lạnh luôn á. Rồi chàng. Đút cho ba bây giờ đút thì rất là. Con ăn đi của con đó. Ăn qua thấy. Giỏi quá. Ăn đi con. Ba có được ăn của ba rồi. Ôi trời chào. Cái cà phê thái super gà. Dạ. Cảm ơn con. Dạ. Con ăn đi. Sao con đút không vậy? Cho con, ba má có rồi. Rồi, đưa cho má.
Heute hat Kartoffeln gut gegessen, Dada, aber nicht gut geschlafen. Ja. Ja, hm? Komm, doch, da mach ich noch was hin. So, okay, dann nur das rein. Und sie will sie, sie wollen Bu, Dada, aber sag, Bo, 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 Bo. Und was ihr normal gegessen will, dann kein Problem. Und dann ist was Problem passiert und dann immer Papa, Papa. Papa, wo fährt der gern? Vui không? Dạ. Sao không nước hả? Rồi nước của con. So wie ist deine Arbeit? Geht. Warum sie kaum geht? Warum geht ihr? Gestern Abend bin ich ins Bett gegangen. Nach um 10:30 Wäsche aufgehangen. Warum steht ihr weg? Das Saubermachen so lange gedauert hat. Aber habe ich vorher schon ein bisschen gewaschen? Ja, ja, ein bisschen, aber ich habe trotzdem noch 40 Minuten gebraucht, bis alles sauber war. Ich wusste ja auch nicht mehr wohin, weil der Berg so groß war. Ja, ich glaube. Essen wir zum. Essen suchen wir zu einem. Dann. Ein großes Haus. Dann. Und dann ist er. Dann. Wir schießen zu Waschmaschinen zu kaufen. Warum nein? Leon! Hat noch ein Ball! Này, chờ ba đi lấy nước cho con. Ủa, xin chào chứ? In kitchen. Chờ ba một chút nha, ba lấy nước lên cho con á. Hai chút ăn. Ba ba. Ba đi lấy nước cho con mà. Nước. Ừ, nước. Giận. Này có ăn đây nè, đây nè, thịt nè, wow, thịt gà. Cá hả? Không ăn hả? Hồi nãy ăn phải tay về. Hai cho con lên đây chơi trong khi mắt vào tay hoàn thành bữa ăn. Lên tay hai cho con đang ăn cái gì vậy? Thôi 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 con. Cho nên bây giờ ha, lên bụng rồi, không muốn ăn. Quậy phá ghê luôn á. Đó, ba cầm nước cho về kìa. Nó đã không có dám cơm vô. Rồi. Rồi, 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 ba lấy nước cho con nhà ra, rồi. Bố từ từ vậy con. Hmm?
tự uống được một năm trời rồi mà vẫn uống bị sặc. Nè gà nè, thịt gà nè, khoai tây nè, thịt gà nè. Giờ chịu ăn thịt mà không chịu ăn cơm bà cô chú ơi. Đúng là nít khi này khi nọ, nhiều khi chạy theo nó bỏ hơi tay luôn. Sao con? Cái gì con muốn gì? À, rau hả? Cho con miếng rau. Đây, khoai tây rau nè. Rau ăn đi, bỏ cho mẹ ăn nữa. Rau. Rồi đúng không? Để thêm thịt cho khoai tây. Đây. Thật ít gì đi sơ hả? Nudeln vom gestern und Soße. Von morgen? Hä? Nudeln vom gestern und Soße von morgen? Soße vom gestern? Von morgen? Nudeln vom gestern und Soße von morgen? Ja! Super Scherz. Nicht verstehen. Was? Nix. Ja. Ist der nächste Tag? Passt Nudeln und Future Soße. Ja. Super lustig. Nein. Das ist lustig, schau mal. Kartoffel lacht ehrlich. Du hast fake gelacht. Mama lacht super ehrlich, ha? Schau mal. Willst du mir was? Ein bisschen noch. Nein. Gut. Bà Phương Tây lúc nào cũng vậy hết trong bà Phương Tây. Ăn cho nó xong xuôi đã đời rồi bắt đầu mới khen là ngon. Mèo nữa. Học ba cái. Hast du gehört? Kartoffeln, wie hast du gesagt? Reif. Kartoffeln, schau auf. Reicht. Reif. Reicht. 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 Ja, biết gì ta. Bắt trước kìa. Mà má dạy hoài không nhớ mà ba dạy con chút mà nhớ. Ăn lớp về đây. Rau quá con. Khoai tây bắp quen. Thú vị ha. Con ăn đi con ăn. Warte, geh. Ich will nach Fleisch. Con lấy thì con ăn đi. Nhớ con lấy đừng ơi, đừng lấy cho má, má tự lấy được rồi, con lấy cho con á, bỏ vô miệng á, ngon á. Miệng nè, đây nè, cái miệng đây nè, cái miệng xinh xinh đây nè. Rớt. Rớt vô ghế của khoai tây, đó nó qua ai bỏ vô miệng ăn á. Bây giờ phải tập lần lần cho khoai tây tự ăn rau mà. Yeah. Đúng rồi, con lấy đi, con lấy đi. Trời ơi. Người cảm ơn con. Tập ăn thịt rồi bây giờ tới tập ăn rau. Hồi nhỏ khi mà cho ăn dặm rồi cũng cho ăn rau xay đồ dữ lắm, mà sau khi lớn lên cái lúc mà cái khúc tới tự ăn là không chịu ăn rau. Đúng không?
Bỏ vô miệng nè. Ra ra sống à. À, khoai tây giỏi ghê lắm nè. Wow, wow. Wow, giỏi ghê luôn á. Ừ. Bỏ vô miệng, bỏ vô miệng, bỏ vô miệng, bỏ vô miệng. À. Ừ, từ 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 chờ cái miệng mình nó ăn hết đã rồi xong cái mình bóc cái khác. Ừ, khỏi tay giỏi lắm bà cô chú với đó đó. Nhiều quá nhiều quá nhiều quá. Nhiều số phi. Alles auf einmal die Kartoffeln richtig. Muss ein kleines Stückchen nehmen für Kartoffeln. Đây nè. Mấy miếng nhỏ nhỏ hơn nè, à, à miếng nhỏ hơn nè, đó, đúng rồi đó, wow. Lấy miếng bự quá, mà râu nó dai á, nhai đâu có nét. Đây nè, nó bị ra cho con. Đúng rồi, thời cô ăn miếng nó đi. Thằng thằng. Con bỏ vô miệng á, con bỏ vô miệng con nè, cái miệng xinh xinh đó con nè. Bỏ vô miệng con á. Con bỏ vô miệng của con đi. À. Trời đó. Dạ mà con cứ nhai nhả là con được. Thì cái bả nó sẽ nuốt vô. Ông ấy cho lộn cái nước nó sẽ nuốt vô. Tập ăn rau lần lần nha con nha. Cơm. À, ăn thịt xong sau đó tới ăn rau ha. Đã luôn. Ăn từ từ thôi con, khi nào mình nuốt cái trong cái họng đó rồi xong cái mình lấy cái khác. Đi chùa chà chú chà. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Nhiều đó thôi nha ha. Má bưa qua chỗ khác nè. À, rồi con ăn đi. À, xúc ăn này nè, má hướng dẫn cho. À, à, xúc đi. Xúc cho miệng nè. Đó, không xúc hả? Wow. Rồi, ăn cơm luôn. Trời ơi, phải cổ vũ nhiệt tình để em có động lực em tăng nha. Ăn từ từ theo con, rau nó ngốn trong họng này lát nữa như hồi nãy bây giờ. Ai đây đây đây, má cho con hút nước canh nè. Thầm mừng. Rồi xong rồi mấy cái xứ khác không thích ăn thì mình tập lần lần. Ôi con hút, ôi cha giỏi ghê luôn. Wow. Ai này giỏi cái loại khoai tây đó. Múc canh đó đó, đó, đó. Múc canh đi đi. À. Wow. À. Như người lớn vậy. Má có thể thấy là hai má khoai tây bự hơn xíu so với trước. Aber vor einem Dreivierteljahr waren die Backen schön dick. Ja, tại vì dạo này á là đút cơm mới là khoai tây mở miệng to lắm ăn. Nó mỗi lần mà ăn chơi chơi như vậy á, xong là bắt đầu cái ba khoai tây đút xong vô khoai tây mà mỗi lần đút là chịu mở miệng to. Cho nên thành ra bây giờ thấy đỡ đỡ hơn tay chân rồi đó, sao có. Chứ lúc trước hả, mỗi lần mình đút là
không chịu ăn cho nên thành ống nhôm nhất nè. Thôi bữa cơm của gia đình khoai tây đã kết thúc rồi đó bà cô chú ơi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của gia đình khoai tây. Xin hẹn cả nhà ở những video sau nha. Bye bye và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Khoai tây vòng tay lại ạ mọi cô chú. À. Giỏi.